Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC và các bị can liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vi phạm quy định tại Điều 12, Luật đấu thầu năm 2005, nay là Điều 89, Luật đấu thầu năm 2013, đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả. Một số bị can, đặc biệt là các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.